Alo ạ. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay rất vui lại được gặp cả nhà trong một cái phiên review của thị trường vào một buổi chiều. Trong một phiên một bối cảnh thị trường phục hồi trở lại sau khoảng hai phiên giao dịch rất căng thẳng. Đúng ạ. Và chúng ta đã có những gì mà chúng ta cần. Đó là một cái điều khẳng định về dòng tiền thật sự là họ không không phải là một phiên giao dịch mà thật sự xấu. Nếu mà chúng ta nhìn vào bản chất của vấn đề là mặc dù là đã có sự kích hoạt của những áp lực bán ra rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại về cái bản chất vấn đề như mình có chia sẻ những bài video gần đây thì anh chị sẽ thấy là cái những cái áp lực bán mà áp lực bán chỉ có khi nào ấy, rất là nhiều thời điểm mà chỉ khi nào mà thị trường nó phải có một yếu tố thật sự xấu ấy. Thì lúc này chúng ta mới có những yếu tố mà thật sự là đến cần phải thoát hay là cần phải chốt hay là cần phải đứng hoàn toàn ra khỏi thị trường khi mà yếu tố thật sự xấu nó xuất hiện. Còn nếu mà trường hợp mà thị trường không quá xấu thì mình cũng không có nhiều lý do, không có nhiều lý do. Ví dụ là trường hợp này, chúng ta đang có một cái kênh tăng trưởng vẫn còn đang ổn định, những cái lý do bán áp lực chốt lời thì dòng tiền vẫn có sự luân chuyển từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. Tuy nhiên là nó vẫn đang thể đúng quan điểm là điều chỉnh mang tính là lành mạnh. Gọi là điều chỉnh kỹ thuật thì nó sẽ phù hợp hơn là câu chuyện là hồi kỹ thuật. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không không chỉ có hai phiên, phiên hôm qua và phiên hôm kia, gọi là câu chuyện để đủ để cho một cái xu hướng nó đảo chiều. Tuy nhiên là rõ ràng là việc giao dịch đến thời điểm này đang trở nên khó khăn hơn và có vẻ như không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể là tự tin giao dịch một cách hoàn hoàn chỉnh được, mà chúng ta sẽ cần phải có những cái thời điểm. Chúng ta cần phải có những thời điểm quản trị. Ví dụ như là mình quan điểm đi để ý, ví dụ là chỉ số VN30. VN30 thì đã giữ được cái vùng nền giá thành công rồi, nhưng mà lại lại có một cái phản ứng ở trên cái vùng của 1469, 1470. Tức là để mà thật sự một vùng giá đi lên ấy, thì mình kỳ vọng là đây là một vài phiên tích lũy. Chúng ta sẽ chưa cần ngay một phiên tăng, hai phiên tăng, mà chúng ta sẽ cần một vài phiên tích lũy như những gì mà nó diễn ra trong thời điểm của tháng trước. Nếu anh chị thấy là một hình tháng trước ấy, thì chúng ta có được một vài phiên biến động theo kiểu giá như thế này, một mẫu hình giá như thế này, là cứ lên rồi lại xuống, lên một lại xuống, cài răng lược ít nhất một vài phiên, mà sau đó bắt đầu mới một nhịp tăng trưởng tiếp theo. Thì bây giờ cũng hiện tại cũng vậy thôi, cũng tương tự như vậy thôi. Đây là thời điểm mà chúng ta sẽ cần có một vài phiên tăng, một vài phiên giảm, và một cái chỉ số nó sẽ rung lắc về mặt kỹ thuật nhiều hơn để cho cái củng cố được cái nền giá mới trước khi mà chúng ta một nhịp tăng trưởng tiếp tục. Thì nhìn chung mình cũng đã khẳng định lại một yếu tố, đó là thị trường không hề xấu, yếu tố thị trường chung vẫn còn đang khá ổn. Do vậy là chúng ta không không phải quá lo ngại đâu về là tăng trưởng của thị trường lần này. Xét về mặt kỹ thuật thì chúng ta có thể xét được không? Thì ngày hôm nay có vẻ như là yếu tố kỹ thuật bắt đầu thể hiện đúng những cái quan điểm và bắt đáy, khi mà dòng tiền bắt đầu thận trọng mua lại trở dần này. Sau một vài áp lực bán giảm thì dòng tiền bắt đầu thận trọng mua lại, nhưng rõ ràng là đến thời điểm này cái vấn đề về hai phiên giao dịch trước đó ấy, nó đã khiến cho cái phân kỳ dương giữa lực mua và cũng đồng thời là cái lực bán, giữa giữa cái lực mua lên và cái lực bán, có một cái phân kỳ dương của cái lực mua lên trước đó ấy, là từ cái thời điểm ngày 19 cho đến thời điểm của ngày mùng mùng 4 tháng 6. Chúng ta nhìn đây có vẻ thấy là cái áp lực mà nó đã xóa đi cái đà tăng trước đó rồi. Do vậy là thời điểm này chúng ta chưa chưa thể có một cái kỳ vọng một cái đà tăng đâu, mà chúng ta sẽ kỳ vọng là chỉ cần giá giữ vững thôi, chỉ cần giữ vững được cái nền giá này vào một hai phiên nữa thì mọi yếu tố sẽ trở nên khá tốt đẹp và gần như là quay trở lại cái đà tăng ban đầu. Thì đó là một cái nhìn nhận chung mà mình chỉ lặp lại những cái gì mà chúng ta diễn ra trong phiên dịch ngày mai, xin lỗi là ngày hôm qua. Tức là thực ra cái đà giảm ấy, nó là câu chuyện và điều chỉnh mang tính cần thiết đấy, để mà hạ nhiệt đi những cái đầu nóng, và thứ hai nữa là để cho một cái yếu tố thể rõ là nếu trường hợp mà thị trường chỉ có một cái lệnh MB thôi thì thị trường nó sẽ như thế nào, thì cái áp lực điều chỉnh như thế nào. Và hôm nay có vẻ như là cái bên bảng điện thì bên VN Index cũng bắt đầu có dấu hiệu nó mượt mà hơn, mặc dù là chưa thật sự là mượt đâu, chưa thật sự là nó phải thể đúng việc giao dịch cung cầu đâu, nhưng mà dù sao nữa là nó bắt đầu có một câu chuyện là mượt mà rồi. Thì đây cũng là yếu tố cũng là đáng kể, mà đây là một sự cải thiện lớn so với ngày hôm qua. Thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng yếu tố này cũng sẽ nhanh chóng thôi.
chúng ta sẽ kỳ vọng yếu tố này sẽ nhanh chóng cải thiện thôi. Ví dụ là ngày hôm nay đi, thì chị thấy rõ là cái chỉ số nó vận động mượt hơn hẳn so với ngày hôm qua hôm kia. Thì ở đây mình có đồ đồ thị về về nền giá nhé. Thì đồ thị của VN-Index, đồ thị VN-Index nếu mà chúng ta dùng cái đồ thị line ấy, có thể thấy một cái câu chuyện là cái biến động giá ấy, nó không thật sự là nó phản ánh đúng những gì mà chúng ta kỳ vọng. Cái đồ thị từ trước giờ với VN-Index thì hiếm khi nào ấy mà thấy câu chuyện mà sập gãy ấy, kiểu này đó, giữa phiên trưa đó, thì đến thời điểm này mới bắt đầu xuất hiện. Thì trong thời điểm buổi chiều hôm nay cũng như là phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì cái dấu hiệu mà giao dịch của các chỉ số ấy, bắt đầu nó mượt mà hơn, cũng dễ chịu hơn rồi. Và đây có lẽ là một cái lý do chính mà khiến cho nhà đầu tư họ cảm thấy là cái mức độ khả năng giao dịch được với chỉ số ấy bắt đầu dễ chịu hơn. Ví dụ là chúng ta thấy đi, VN Index, đồ thị 1 phút đi, có thể thấy là ở trong cái vùng của từ lúc ngày 4 và tháng 7 ấy, sập một cây và sau đó sập một cây nữa, và thậm chí là đi ngang trong nhiều giờ trước khi mà bắt đầu là hồi phục trở lại như cái mẫu hình của nến 1 phút như thế này. Thì nhìn chung nhá, thị trường vẫn đang ổn, và khi mà cái hệ thống thanh khoản được cải thiện tốt hơn thì mình có thể chắc chắn với anh chị là cái đà tăng trưởng của chỉ số sẽ bắt đầu quay trở lại, nhưng không phải là ngay và luôn đâu, mà chúng ta sẽ cần một vài phiên nữa để tích lũy giá cho sự ổn định nhé. Đó là một cái nhìn nhận chung về thị trường ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì cũng nhìn chung là dấu hiệu là cái dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu có nhịp điều chỉnh rồi. Thì nói cách khác ấy, là khi mà cái phiên giao dịch của 2 phiên gần nhất ấy, khi mà tăng trưởng quá mạnh đã khiến cho giá nó ở trên cái vùng đỉnh, trong cái xác suất đầu tư ngắn hạn, tức là dòng tiền đã bơm gọi là kẹt cứng rồi. Thì bây giờ chúng ta chắc chắn một điều ấy, là sẽ có một sự xì hơi. Xì hơi này nó đủ để cho cái quả bóng nó không không bị vỡ tung, mà bây giờ nó đơn giản chỉ câu câu chuyện là nó điều chỉnh trở lại ở cái vùng tốt đẹp hơn. Và trong câu chuyện điều chỉnh này ấy, thì cái mà chúng ta cần là gì? Đó là chỉ số đi ngang. Thì cần chỉ số đi ngang và câu chuyện điều chỉnh này, nó là yếu tố thích hợp để chúng ta có quyền kỳ vọng vào vào câu chuyện mua mới, mở vị thế gia tăng với những cổ phiếu mà đang đang khỏe. Thứ hai là chúng ta nhìn vào câu chuyện thanh khoản thì vốn hóa ấy, thì đây nó vẫn chưa phải là yếu tố thích hợp đâu. Yếu tố thích hợp là ví dụ như nó nằm ở cái vùng này đi lên này, thì lúc này chúng ta sẽ có một dư địa tăng trưởng khá tốt. Còn đến thời điểm hiện tại ấy, thì gần như là cái việc giá đang phản ánh theo cái hướng là cái vùng gọi là vùng trong cái vùng đỉnh cao. Nói cách khác là đây cũng không phải là cái vùng thích hợp để mà chúng ta mở vị thế mới đâu, mà đơn giản là một điều là chúng ta sẽ cần phải tích lũy tạo một cái vùng nền giá nào đó để cho cái dòng tiền mới tham gia khi mà cái đà lan tỏa thanh khoản nó quay trở lại và nó cắt cái vùng 70 mua lên. Thì nhìn chung chúng ta sẽ cần phải một vài phiên tích lũy là như vậy. Với câu chuyện về thị trường chung, về câu chuyện và thanh khoản để vốn hóa và chờ mua, thì hôm nay cũng là điều khá thú vị khi mà cái dòng tiền chờ mua ấy, nó bắt đầu quay trở lại, và đồng thời là yếu tố chờ bán cũng quay trở lại theo. Thì với cái nhịp độ trận đấu như thế này ấy, thì rõ ràng là chưa phải thời điểm quá thích hợp để chúng ta bắt đầu all in hay là mở để tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao. Rủi ro thị trường vẫn còn, mặc dù là mọi yếu tố cũng đã bắt đầu giải tỏa rồi. Khi mà giá được giữ vững ở cái nền của 1.400, 1.400, 1.445 với VN-Index, với VN30, và không bị vi phạm cái vùng của 1.300 với VN-Index. Nhưng dù sao nữa thì chúng ta vẫn cần phải một vài phiên nữa để nó thật sự xác nhận là đây là một xu hướng đang bắt đầu quay trở lại cái nhịp tăng. Thì lúc này chúng ta mới có thể gia tăng cái lượng cổ phiếu đang có. Còn thời điểm này chúng ta vẫn ưu tiên quan sát thôi nhé, đặc biệt là với thị trường phái sinh. Như thị trường phái sinh ngày hôm nay ấy, bạn Tân Châu thì cũng tư vấn ở trong room phái sinh, nó có chuyện khá là rõ, đó là chúng ta sẽ đợi một phiên wash out, một cái nhịp wash out, và có vẻ như nhịp wash out nó lại đến từ ngày hôm qua. Cái nhịp wash out từ vùng 1.400, và nếu mà trường hợp mà kéo lên 1.416 ấy, chúng ta có quyền long, có quyền mở lệnh mua và kéo lên cái vùng, về trở lại cái vùng của 1.508, 1.510. Đây là cái điều mà chúng ta đang kỳ vọng đây. Và rõ ràng là ngày hôm nay cái thanh khoản của bên phái sinh tăng lên rất mạnh, tăng lên mạnh hơn so với những thời điểm trước đây, và tăng mạnh như thế này ấy, thì nó nhắc lại cái ngày giao dịch của mình ngày 12 tháng 5. Đó là sau sau một giai đoạn mà điều chỉnh giảm này sẽ có một vùng giá tăng, nhưng sau đó ấy, thì chúng ta sẽ cần phải một vài phiên đi ngang, tích lũy nền nén nén nền. Sau đó thì chúng ta mới có tiếp tục một tiến tăng sau thời điểm của giai đoạn từ từ giữa và cuối tháng 6. Thì nhìn chung nó cũng phù hợp với câu chuyện về hệ thống
Hệ thống bên thanh khoản của bên HOSE cũng đang có một cái sự cải thiện đáng kể, và có vẻ như là sẽ được kỳ vọng và kiểm tra thử thử nghiệm hệ thống vào cuối tuần này. Thì nhìn chung là mọi cái câu chuyện tiêu cực về về sàn giao dịch chứng khoán cũng đã bắt đầu giảm đi dần rồi, nên mình đánh giá đây là một thông tin đang ủng hộ cho thị trường chúng ta trong giai đoạn ngày hôm nay đấy. Và yếu tố thứ hai là nếu trường hợp mà chúng ta kỳ vọng vào nhịp độ tăng trưởng của thị trường thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào những cổ phiếu nào. Thì ở đây có một số yếu tố mà mình có thể đánh giá tốt, đó là nếu mà trường hợp anh chị thấy đấy, nhóm ngân hàng sau hai phiên điều chỉnh thực tế ra là không không bị suy chuyển một tí nào cả, mà cách khác là vẫn đang ở trong một nền giá rất tốt, các cái vị thế giao dịch thì vẫn không thay đổi khi mà dầu khí là đứng bên cạnh. Vị thế dầu khí thì hôm qua cũng bị bán bán sâu, nhưng mà hôm nay bắt đầu có một nhịp tăng trở lại phục hồi rồi, thì với mình vẫn đánh giá là dầu khí vẫn đang ở trong cái dòng sóng sóng ngắn hạn nhé. Và công nghệ thông tin FPT hôm nay bắt đầu hồi phục, hay là bán lẻ cũng thế, hay là dịch vụ tài chính như cổ phiếu như là SSI này, VCI hay là HCM cũng đều tốt cả. Thì nhìn chung những cái cổ phiếu mà cái dòng ngân hàng này, dòng dịch vụ tài chính này, dòng dầu khí thì đang đang tăng trưởng tốt là một điều mình đang hết sức ủng hộ. Nhưng có vẻ như là thị trường vẫn đang bị níu kéo bởi câu chuyện của bất động sản. Bất động sản là yếu tố mà cho thấy là thật ra là thị trường vẫn chưa chưa quá là cái đà tăng trưởng rõ nét đâu. Khi mà bất động sản chưa tham gia, bất động sản cần cần phải ở trong cái vùng gọi là vùng từ cái trung bình và kéo lên vùng tích cực nhiều hơn, thì lúc này ấy, có thể nói là cái cấu trúc thị trường rất vững, còn đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa chưa thật sự là quá vững đâu anh chị nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem một số cổ phiếu trụ là xem có bị suy chuyển hay là bị ảnh hưởng gì, và chúng ta kỳ vọng với phiên giao dịch ngày mai như thế nào. Thì chúng ta hãy xem qua một tí về cổ phiếu VBank. VBank rất tốt, có thể nói là khá ổn định và thậm chí là giữ được cái vùng nền, tức là trong tất cả cổ phiếu bị điều chỉnh ấy, VBank không bị điều chỉnh và thậm chí là giữ được cái nền của 71.8. Thì nếu trường hợp này ấy, nếu mà trường hợp mà tiếp tục có nhịp tăng trở lên ấy, thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng target vùng 80 nhé. Đó là với VBank. Còn với TCB thì sao? TCB thì lại hơi xấu. TCB thì chỉ cần lắc khoảng hai phiên thôi là TCB gần như quay lại cái vùng giá định mức là giá 50 rồi. Thì do vậy thì với việc TCB thì chúng ta không nên bắt đáy. Mà nếu trường hợp mà quay trở lại ấy, thì chúng ta sẽ cần một vài phiên tích lũy ở đây, cái vùng giá ở đây. Thì nếu mà tích lũy tốt thì chúng ta có một con nhịp tăng, còn nếu không ấy, thì vẫn chưa chưa đủ cơ sở để chúng ta hành động với TCB nhé. Đó là với TCB. Còn với HPG thì sao? Với cổ HPG thì cái dòng thép hiện nay là đang đang test lại chính xác ở cái vùng MA20. Mình hay dùng đường MA25 nhưng anh chị có thể đổi lại thôi. Cũng sao cả. Ta cũng cùng đổi lại cái MA25 nhé. MA20 thôi đúng không ạ? Nhìn vào câu chuyện MA20 đi. Thì có thể thấy là HPG đang testing thành công ở cái vùng nền giá của MA20 rồi. Thực sự là rất ít hiếm thời điểm mà HPG có thể test lại cái vùng giá này. Ví dụ trước đây thì test lại thì cũng rất là xa rồi, từ hồi thời điểm mà HPG còn đang 34, bây giờ là đang ở cái vùng mà 56 mà còn sau chia. Tức là sao ạ? Tức là chúng ta sẽ kỳ vọng là ngày mai sẽ là một cái nhịp nến tăng trưởng trở lại sau một cái mô hình doji đáy. Nhìn chung thì hầu hết các cổ phiếu trụ đang có dấu hiệu là được được giữ nền tốt rồi. Thì bây giờ ngày mai sẽ là một phiên một lần nữa câu trả lời là bây giờ cái lực lực cung nó đã cạn rồi, thì bây giờ cái lực cầu nó có kéo lên hay không, thì cái câu trả lời sẽ đến từ ngày mai nhé. Nhưng cơ bản là view thị trường bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, và những cổ phiếu mà mang tính trụ mà mình luôn khuyến nghị là những cổ ví dụ là FPT đi. Ngoài ra chúng ta có một số nhìn nhận khác về cổ của VIX, của VHM hay là VRE. Thì nói chung cái nhóm ngành bất động sản thời điểm này chưa phải là làn sóng thích hợp, đó là lý do tại sao mà thị trường tăng nhưng mà vẫn chưa có sự góp mặt của các cổ VIN thời điểm này. Do vậy là chúng ta vẫn vẫn phải có một cái tư duy là cẩn trọng hơn thôi. Ít nhất là một tuần sắp đến, chỉ cần mà cái giá mà giữ được cái nền của một tuần sắp đến thì yếu tố tích cực sẽ lan rộng, và lúc này là chúng ta sẽ có một cái điều điều ổn hơn so với thời điểm hiện tại nhé. Ok, thì đó là một số nhìn nhận chung trên thị trường thời điểm này, và cũng không có gì nhiều đâu. Đó là một cái điều khẳng định là thị trường đang rất ổn, và chúng ta hoàn toàn có thể là canh vào những cái vị thế mà điều chỉnh giảm để chúng ta có mở những cái lệnh mua ở cái vị thế tốt hơn là chúng ta đu đỉnh nha, mua ở cái vùng đỉnh giá. Ok ạ, review cũng đến hôm nay thôi.
Xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau nhé. Xin hẹn tạm biệt.